Trong clip này thì tôi sẽ demo cái cách để tạo file nghe, tức là file âm thanh ấy, từ cái file văn bản là file Word để tạo ra cái file nghe phục vụ cho việc ra đề có kỹ năng nghe. Ví dụ như là đề đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ 6 bậc dành cho học sinh Việt Nam hay là tất cả các kỳ thi khác mà có phần đánh giá kỹ năng nghe. Thì đây là một cái giải pháp mà rất là hữu ích, giúp cho chúng ta tạo ra những cái file nghe mà nó gần gũi với lại học sinh này, nó tạo được hứng thú, nó gần gũi và nó quen thuộc ở trong những cái tình huống quen thuộc đối với học sinh. Và cái cách này tạo ra những cái file nghe nó chuẩn Anh, rất là nhiều cái giọng và nó chuẩn theo như cái nhu cầu mình mong muốn. Thế và đây cũng là cái mà phần minh họa cho cái giải pháp mà tôi đã trình bày. Trước tiên là chúng ta sẽ phải tải cái phần mềm như trong giải pháp tôi trình bày, đó là phần mềm có tên là CapCut. Đây là một cái phần mềm miễn phí để tạo ra chỉnh sửa video rồi tạo ra video mà rất là nhiều người rất là quen thuộc. Thế và trong cái trang chủ của nó, chúng ta tìm chữ CapCut thôi thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái lựa chọn là tìm đến trang chủ, và kéo xuống bên dưới chúng ta có phần là tải về trong Windows. Tải về trong Windows. Thế thì chúng ta sẽ nhấn vào tải về. Tùy theo đường truyền mà chúng ta có thể là tải nhanh hay chậm. Đấy. Và chúng ta tìm đến một cái chỗ để chúng ta lưu. Sau khi tải về thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Đây là tôi đang cài về, tải về, chúng ta chờ đợi trong ít phút. Có dung lượng là 537 MB, nửa ghi đấy. Sau khi mà tải xong thì chúng ta sẽ nhấn đúp vào cái phần chúng ta vừa tải về để tiến hành cài đặt. Và sau khi chúng ta tải về thì chúng ta sẽ nhấn đúp vào. Thế và sau khi tải về chúng ta sẽ nhấn thẳng vào cái phần mềm mà chúng ta vừa tải về để chúng ta cài đặt, và chúng ta có thể đóng lại cái trình duyệt này. Thế và chúng ta thao tác các bước. Sau khi hoàn thành nó sẽ có được cái giao diện, có được cái biểu tượng CapCut ở trên màn hình như thế này. Và chúng ta nhấn đúp vào, chúng ta mở. Và đây là cái giao diện mà chúng ta có được ở trên cái phần mềm này. Đầu tiên, để chuẩn bị làm được một file nghe thì chúng ta phải có phần mềm CapCut được cài đặt, và tôi đã cài đặt xong. Và thứ hai, chúng ta phải có một cái file có nội dung mà chúng ta muốn truyền tải, muốn chuyển từ cái dạng văn bản để thành file nghe. Chẳng hạn đây tôi có một số cái đoạn hội thoại ngắn là làm demo. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành. Chúng ta vào dự án mới. Đây là giao diện làm việc đơn giản của phần mềm CapCut. Nó có rất nhiều cái mục, nhưng mà trong cái khuôn khổ của cái giải pháp tôi chỉ ứng dụng cái phần văn bản, cái chức năng văn bản của nó để tôi chuyển đổi từ văn bản sang thành giọng nói. Đầu tiên, tôi sẽ nhấn vào dấu cộng để tạo cái văn bản mới.
Bây giờ tôi sẽ quay trở về cái file Word của tôi để copy. Đây là một cái đoạn hội thoại có hai nhân vật Girl và Boy. Thế thì đối với cái phần mềm này chúng ta có thể tạo được cái dạng bài hội thoại cũng rất là ok, hay là những cái dạng văn những cái đoạn thông báo vân vân. Thế ở trong bài này thì tôi demo bài hội thoại cho nó thú vị, cho nó hay, và hay có ở trong cái đề nghe. Tôi quay trở lại vào phần mềm và tôi dán nó vào ở bên cái ô cửa sổ bên phải đây. Thế thì đây là lời nói của bạn, lời nói của nhân vật nữ. Khi tôi dán vào đây thì nó sẽ có được cái dòng văn bản ở đây. Và tôi nhấn sang cái phần chuyển đổi văn bản sang giọng nói. Sau đó là tôi sẽ lựa chọn cái giọng nói nào cho nó phù hợp. What are you doing, Nick? Giọng đầu tiên, tôi thấy là cũng ok, thì tôi chọn. Tiếp theo là lời hội thoại của nhân vật thứ hai. Tôi cũng copy vào. Sau đó, tôi đưa con trỏ chuột sang vị trí khác và tôi tạo mới một đoạn văn bản bằng cách ấn dấu cộng ở đây. Sau đó là tôi cũng lại dán cái lời hội thoại của nhân vật thứ hai. Tương tự, tôi lại chuyển đổi văn bản sang giọng nói. Và lúc này tôi sẽ chọn cái giọng nói của bạn nam. Đấy, có rất nhiều cái để chúng ta có thể lựa chọn. Có rất nhiều cái giọng nói ở đây. Ví dụ. Look at my picture, Sue. I'm drawing a cat. Look at my picture, Sue. I'm drawing a cat. Hoặc. Look at my picture, Sue. I'm drawing a cat. Hoặc là giọng của cậu bé. Look at my picture, Sue. I'm drawing a cat. Hợp, để tôi chọn. Đấy, như vậy là tôi đã có lời hội thoại của hai nhân vật, lời hội thoại đầu tiên. Chúng ta có thể nghe. What are you doing, Nick? Look at my picture, Sue. I'm drawing a cat. What are you doing? Thế thì khi chúng ta đã có cái lời hội thoại rồi thì chúng ta có rất nhiều cái tùy chỉnh, chẳng hạn như là tốc độ hay là âm lượng. Chúng ta có thể chỉnh. Thứ nhất là tôi chỉnh cái âm lượng của hai cái này đều nhau khoảng độ 12 decibel. Để cho nó đủ lớn. 12.2 đi. Ok. Thế và tiếp theo tôi có thể chỉnh cái tốc độ. Ví dụ tôi thấy là cái này nó chưa phù hợp cho học sinh đối tượng của tôi lớp 4, lớp 5 chẳng hạn, thì tôi có thể cho nó chậm lại. Và tôi nhấn kéo con trỏ chuột cho nó lùi lại, hoặc là nhấn vào đây cho nó giảm xuống. Này, đang nghe thử lại. What are you doing, Nick? Look at my picture, Sue. I'm drawing a cat. What are you doing? Tiếp tục với phần demo của tôi. Tôi sẽ đưa con trỏ chuột đến cuối của cái lời hội thoại vừa rồi để tôi tạo ra cái lời đối thoại tiếp. Tiếp theo là bạn nữ có đặt câu hỏi, tôi lại copy. Tôi vào phần văn bản này, tôi thêm đoạn văn bản mới. Sau tôi lại dán vào đây. Đấy, dán vào đây. Lúc này tôi cũng lại tương tự như vậy, là chuyển sang giọng nói. Drawing a cat. Và cứ làm tương tự như vậy cho lời đối thoại của nhân vật nam. Sau khi mà có đầy đủ các loại các đoạn hội thoại rồi thì chúng ta cùng chọn cả để chúng ta chỉnh cái độ những cái cơ bản như là âm thanh cho nó đều nhau. Ví dụ vừa nãy tôi chọn là 12.2 thì bây giờ tôi cũng chỉnh về 12.2 để cho đều nhau. Rồi tốc độ. Đấy, tốc độ vừa nãy là tôi để ở cái tốc độ là 0.9 thì bây giờ tôi cũng chọn là 0.9.
Khi mà ta chọn cái tốc độ ấy thì cái độ dài của cái đoạn âm thanh này nó sẽ dài ra, vì vậy là nó sẽ tự động nhảy đấy. Cái này không vấn đề gì cả. Chúng ta có thể điều chỉnh hoặc là để ở dưới nguyên vị như vậy cũng không sao. Nên sau khi là chúng tôi, sau khi mà tôi đã tạo được một cái đoạn hội thoại thì tôi có thể nghe thử. What are you doing, Nick? Look at my picture, Sue. I'm drawing a cat. Drawing a cat? Yes, it's a fat cat. What are you doing, Nick? Đoạn hội thoại đã hoàn thành. Thế và để cho nó tự nhiên hơn thì chúng ta có thể tải những cái đoạn gọi là đoạn background ở những cái nơi, ví dụ như là muốn cái đoạn hội thoại diễn ra ở trường thì chúng ta tải những cái đoạn âm thanh mà có cái tiếng ở trường, tiếng các bạn học sinh nô đùa, để chúng ta đưa nó xuống dưới này để tạo cho cái đoạn hội thoại của chúng ta nó thêm phần sinh động và tự nhiên. Hay là chúng ta muốn cái đoạn hội thoại này nó diễn ra ở một bữa tiệc hay là diễn ra ở bất cứ đâu thì chúng ta tải những cái đoạn âm thanh đó về và chúng ta sẽ cài nó vào và chúng ta xuất ra những cái đoạn âm thanh rất là có giá trị, rất là phù hợp cho cái việc tạo đề thi. Đấy. Thế và đến cái phần xuất âm thanh. Thế thì ở đây chúng ta nhìn lên trên giao diện nó có phần xuất, nó có chữ xuất. Ở đây là tôi chọn ngôn ngữ tiếng Việt thì nó có chữ xuất. Và ta nhấn vào chữ xuất. Thế ở đây nó có hai cái phần, thứ nhất là xuất video, thứ hai là xuất âm thanh. Thì với mục đích của tôi sử dụng ở đây tôi chỉ lấy âm thanh thôi, vì vậy tôi bỏ tích cái video này đi, tôi lấy mỗi âm thanh thôi. Và nó sẽ có dạng là MP3. Và bây giờ bên trên là phần đặt tên. Tôi đặt tên là ví dụ như là nghe lớp 5 chẳng hạn, phần 1, ví dụ như vậy. Ta đặt tên nào là tùy. Ta muốn chọn lưu ở đâu thì ta nhấn vào cái biểu tượng ở đây để chọn cái chỗ lưu. Bây giờ tôi lưu ở ngoài màn hình, tôi nhấn vào đây. Đấy. Tôi có thể tạo thư mục đây. Nghe 5 chẳng hạn. Và sau đó ta nhấn vào phần xuất. Ở đây là định dạng MP3. Ta nhấn vào xuất. Như vậy là chỉ có thời gian rất là nhanh chúng ta đã tạo được một cái file nghe. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thử cái mà tôi vừa mới xuất ra. Đây là cái thành phẩm, cái sản phẩm mà tôi vừa tạo ra. What are you doing, Nick? Look at my picture, Sue. I'm drawing a cat. Drawing a cat? Yes, it's a fat cat. Như vậy là với cái thao tác hết sức đơn giản mà tôi vận dụng, tôi sáng tạo từ cái việc là tận dụng, ứng dụng cái phần mềm này vào để tạo ra cái đề thi thì hết sức là đơn giản, cách làm nhanh và hiệu quả cao, đem lại cái hiệu quả rất là tuyệt vời. Cứ chỉ mất ít thời gian thôi, tôi có thể tạo ra vô số cái dữ liệu để cho cái việc ra đề thi. Và bất cứ nội dung của bạn, đoạn hội thoại là gì, nội dung của phần nghe là gì thì tôi cũng có thể tạo ra. Đấy. Và độ dài là bất kể. Và những cái cách mà làm ra thì nó lại có cái giá trị rất là lớn. Nó tiết kiệm, nó không mất tiền, không phải mua bản quyền, không phải thuê người nước ngoài để làm. Và ngược lại thì giá trị sử dụng rất là lớn và có thể, giải pháp này có thể nhân rộng ra toàn ngành. Tôi xin cảm ơn.